Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà đang sửa rần xong rồi ha. Căn nhà thì nằm ở đường Bến 45, nhưng mà Vũ Hồng sẽ review từ đường Hậu Giang cho cô chú anh chị bạn xem nha. Vũ Hồng sẽ review từ đường Hậu Giang. Sau lưng Vũ Hồng là chợ Bình Tây, chợ Kim Biên ha. Đường Hậu Giang này mình chạy cuối đường Hậu Giang này giao với đường Kinh Dương Dương, Hồng Bàng nha. Và phía trước ngã tư phía trước mặt mình đó là ngã tư đường Hậu Giang. Bên đây là đi vô trường Hậu Giang nè, hẻm nhánh 718 Hậu Giang thông qua đường Minh Phụng, bộ thông qua đường Lê Quang Trung. Ở đây siêu thị Cô Má Hậu Giang. Mình đi tới chân cầu Hậu Giang, mình có thể rẽ hướng này cũng được, đi thẳng tới chân cầu Hậu Giang, mình đi theo đường Bờ Kinh đây ra chợ Bình Tiên nè. Bên phải mình là chợ Cây Gõ, và phía trước mặt mình là cầu Hậu Giang nha. Bên tay trái thuộc phường, bên tay trái là phường 5 quận 6, bên tay phải phường 9 quận 6 ha, quẹo đây nè. Tới ngay chân cầu Hậu Giang ha, đối diện với siêu thị xe máy Quang Phương, mình sẽ có cái đường mình quẹo đây. Rồi, tới chân cầu ha, mình rẽ tay phải nha. Đường lò gốm này đã làm rồi nha cô chú anh chị. Đường lò gốm nói dài bên kia là đường Bến Phú Lâm. Đường này là Bờ Kinh này đã làm rồi. Đường này là chạy dài từ phía ngoài Đại Dội Gió Văn Triệt, nối dài lên đến Bờ Kinh Tân Hóa luôn. Chạy ngang qua cầu Hậu Giang, cầu Phạm Nhân Chí, cầu Hậu Giang, cầu Ông Buông, nhanh lên cầu Tre. Đây ngay khu vực này có một cái công viên lớn nè. Ở đây là giao giữa đường Lê Quang Sung, Lò Gốm, Bến Phú Lâm, Hoàng Lê Kha và đường Bến Phú Lâm ha. Hoàng Lê Kha là đi qua đó, là đi qua cầu giữa cây gõ nha. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn là nằm đối diện ngay cầu số 4 nè, cầu đi bộ số 4 quẹo vô nè ha. Hẻm 551 nha, quẹo vô ha. Đây à. Đây hẻm 551. Đường Bến Phú Lâm, phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, sau lưng cầu vượt cây gõ, ngay chỗ kế đường Hoàng Lê Kha. Và căn nhà mình là căn nhà này nè, màu trắng nè cô chú chị, căn gốc màu trắng này ha. Đang xây dở dang ha. Bốc không chịu. Bốc là con chim lợn á. Con em đã nói là gì không? Trẻ trâu. Đây cô chú chị bạn nhìn nè ha, cái hẻm ở ngoài mình đi vô nè ha, hẻm ngoài đi vô nè ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 551 đường Bến Phú Lâm, phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở hẻm này đi xe ô tô nhỏ là vô tới đây luôn. Và căn nhà mình nằm trong hẻm này nè cô chú anh chị. Căn nhà nằm trong hẻm này nè cô chú anh chị. Ủa cái bảng nhà đâu rồi? 551/34. Đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Sau lưng đường Hoàng Lê Kha và gần cầu vượt cây gõ. Vị trí cực kỳ đẹp luôn ha. Căn góc luôn nha. Trên kia có ban công kiến nè, dọc dòng ở phía sau luôn. Ở phía sau là chủ nhà làm cái mái tre rồi nha. Nhà có cửa sổ bên hông ha, có cửa hông phía sau luôn. Rất tuyệt vời luôn ha. Hẻm thông vô bên trong. Phía sau nè, nở hậu phía sau là 4m2 nha.
Nhà có cửa sau nên cực kỳ thoáng ha. Đây hẻm bên hông nhà mình nè ha. Tường bên hông nhà mình được chủ nhà dán cao lên là 5 viên gạch ha. 5 viên gạch, có cửa sổ và cửa phía sau luôn nha. Ở trên mấy cái cửa sổ này là chủ nhà lợp ngói ha. Rộng lắm cô chú anh chị ơi. Rồi gần xong rồi dọn dẹp cái nó sạch sẽ ha. Nhà mình là được bảo vệ bởi hai lớp cửa ha. Ngoài cửa sắt 4 cánh, bên trong là cửa nhôm sinh pha và kính. Nhôm sinh pha và kính cường lực nha. Căn góc vị trí quá đẹp. Ủa cái cửa kim miếng kiến đó là gắn cái gì? Hả? Cắm cái cửa tủ ba tủ mà nó bị gì? Bị hột, bị thằng cắt kiến hột. Bây giờ làm sao? Này có cường lực không? Có chứ. Này để về làm gì? Hả? Để về làm gì? Chở về chứ là để đây có ai làm gì không? Thì cho ông chị cũng chở về. Thôi đi, tặng cho tôi đi. Lấy hả? Ừ. Lấy đi. Ừ, cho tôi đi, biết làm gì không? Ừ, về làm cái kệ, về làm cái kệ. Tắm đi á. À, miếng cái cường lực này khác miếng khác nha. Rồi cô chú chị bạn ơi, hỗ trợ đi để tôi chặt. À, nhà mình rất đẹp luôn ha, nhà có cái lửng lên cực kỳ cao ráo cô chú chị bạn nhìn nè ha. Đó. Làm cái kệ để cái máy tính lên. Đó, nhà mình thì cửa nhôm sinh pha bên trong ha, kính cường lực nha, và bên ngoài là cửa sắt 4 cánh nè, và đây là hẻm ngay trước nhà mình đây ha. Đó, hẻm trước nhà mình nè, rộng nha, từ đây tính từ đây qua tới đó khoảng 6 mét á. Mai mốt điện của nhà nước sẽ âm xuống là mình không có cột điện này nữa. Đó, đang các quận khác là đang âm hết, thì ở đây cũng vậy, mai mốt âm xuống là nhà mình là sẽ không có cái cột điện này. Rồi, hiện tại thì nền nhà mình đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 2 tấc nha cô chú anh chị. Và tường nhà thì xung quanh là được dán gạch cao lên là tính ra được khoảng 4 lớp, 4 miếng gạch. Ở nhà thì có cửa sổ bên hông nè. À, ở bên này là chủ nhà gắn nguyên tấm kính lớn luôn ha. À, nhìn nguyên cái bầu trời luôn, nhìn ra màu ngoài bầu trời nữa ha. Hơn 4 tỷ mình có được căn nhà này nữa cô chú anh chị. Ở đây chủ nhà có trang trí cho mình một cái tủ kính nè. Đó, tủ kính vừa để trưng rượu, bể đồ. Đó, ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài ha. Đó, tấm lam lớn nè, chia cách không gian bên trong với bên ngoài ha. Tạo cái sự riêng tư. Bàn ăn mấy bên đây. Ở dưới cầu thang là chủ nhà cẩn thận. Ở dưới cầu thang là chủ nhà cẩn thận làm cho mình cái hộc để chứa đồ luôn nha. À, cái tủ để chứa đồ luôn ha. Tủ bếp trên nè, tủ bếp dưới nè. Bằng gỗ. Và nhà nở hậu phía sau, nhà nở hậu phía sau á là 4m2 nha cô chú anh chị. À, nở hậu qua bên kia luôn ha. Bốn mét mấy? Dài ở phía sau lưng này là nở hậu là 4m6 nha cô chú anh chị. Xin lỗi, 4m6 ha. Nở hậu qua bên phía sau này là 4m6 nha cô chú anh chị. Tường nhà vệ sinh thì được dán tường cao lên đến trần luôn nha cô chú anh chị. Hả? Đây là không gian dưới trệt nhà mình ha. Để chú Hồng mở cái cửa sổ, mở cái cửa đi ra ngoài bên trong phía ngoài nè. À, ra ngoài cái sân phía ngoài nè. Ở căn nhà mình căn góc nha. Đây. Đó, nhà có hẻm hông ha. Trên đây là chủ nhà đổ cái lam luôn nha.
Đó, cửa sổ lật đẩy ra. Diện tích đất của mình đang sở hữu là gần 40 mét đó cô chú anh chị. Ở đây là mai mốt chủ nhà gắn một cái đèn ở dưới đây nè. Mai mốt chủ nhà gắn cái đèn dạ dưới đây nè. Đó, gắn cái đèn dưới đây nè ha. Hả? À, cái tủ này chủ nhà sẽ đổi là lại thành cái tủ kính nha cô chú chị. Chủ nhà đổi là cái tủ kính nha. Và có đèn led dưới luôn. Rồi đâu đâu chị vô chị nói như vậy giải thích cho mẹ cái này coi. À, cái này em đang làm chưa hoàn thiện nha. Là cái tủ bếp này em sẽ thiết kế lại, là em thay cái mấy cánh cửa là bằng kính cường lực đi đèn led vô trong đây luôn. Đó, liền led cho nó đẹp sáng cái bếp. Rồi em sẽ ướp đá hoa cương lên đây hết luôn cho nó sáng cái bếp. Giờ và đá em cương hay là kính cường lực màu? Đó, cường lực quên lộn, cái này là kính cường lực màu đúng không? Kính cường lực màu. À. Đó là những cánh cửa tủ này em sẽ cũng làm cường lực màu là luôn. À. Rồi cái này em sẽ thay là đá hoa cương. Đá màu bầu. Đá mới luôn không? Đá mới luôn. Rồi sẽ thay đá mới là cái bếp sẽ nổi lên sẽ đẹp nữa. Tại vì bữa đó làm em chưa ưng. Chưa ưng thành giá nay em sẽ sửa lại cái bếp sẽ hoàn thiện là sẽ rất là đẹp. Có cái này không? Có cái này đồ để hay không? Để chén rồi gì không? Chưa, cái này cái nó hình như không có để ta. Để chén gì đó chứ gì phải có để chọn để chén gì à? Hình như để gì chưa em để coi có sao ta, hình như nó để gì thôi à. Cái này nó để thiết kế gì ta? À không, chắc thiết kế để cho thoáng hay gì á. Đâu có cái này có chỗ không chén, không chén đâu. Đúng không? Đây có chỗ ốp chén nè, không có cái hệ nóc. Dạ, hệ nóc, dạ, nóc là hệ nóc. Đúng không? Rồi, phải lắp cho người ta chứ. Rồi. Đúng rồi, dạ, nó ơ cái hệ nóc. Để nó làm cái dạng hệ nóc rồi để ốp chén. Ừ. Rồi. Chắc là về ráng chừng khoảng 5 ngày là cái bếp sẽ đẹp. Em thay bếp hết luôn cho đẹp luôn á. Gì nữa đâu, làm gì nữa đâu. Chỉ làm cái bếp lại cho đẹp thôi. Đó, xong rồi đó. Dưới này. Ừ. Này khách vô coi quá trời. Đi. Chưa xong à. Đang làm lại rồi. Đang làm cái có cái cần thành cạn các cái lửng này đã qua vậy thôi. Cao. À, cao thoải mái luôn. Cửa sổ nhìn đã ghê. Đây một phòng. Cửa gỗ luôn. Không. Đây có tủ đưa lọng vô luôn ha, tiện lợi luôn, rộng rãi cái phòng hả? Cái đầu nở hậu đó. Này nở hậu á. Ừ. Nó nở hậu thì đưa đứa này vô. Từ đây là mấy gạch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên. Ừ. Gạch 6 đó. 6, 6, 3, 6, 6. Một phòng. Cái lửng của phòng. Cửa gỗ à? Cửa gỗ em. Đó, có cửa sổ thoáng mát luôn ha. Này như biệt thự mini à. Góc nhìn đã thì khó nè. Đây phòng nữa nè. Cũng cũng có cái cửa tủ mình đựng đồ luôn. Phòng nào như chị cũng làm, anh là hẳn nghe ông đồng mới làm hẳn đó nè. Dạ có hết. Đây.
Có cửa sổ luôn nữa không? Ổn mát cửa sổ. Cái này để gắn quạt hả? Cái điện để gắn cái quạt đúng không? Chắc vậy quá. Rồi đi có ban công, đi ra ban công coi coi. Vậy. Đây có cái cửa em đi qua ban công luôn hay không? Đó, đi ra ban công phơi đồ nè. Đó, phơi đồ ngắm cảnh gì nữa. Để em bước ra ban công cái coi. Đi ra đây. Ừ. Nó có ban công dài. À, có cái ban công luôn ha. Đó, ừ. Đó ban công phơi đồ hay là trồng hoa, trồng gì đó, trồng kiển. Ngói luôn. Hay nóc luôn. Hay nóc, hay nóc. Trong dài quá. Này xong đóng đóng lại thôi mưa ta. Mỗi lầu có toilet. Đây phòng nữa. À, đâu trước luôn nè. Ừ, đây phòng. Phòng này có cửa sổ. Ừ. Hai cửa sổ luôn. Hai cửa sổ. Hai cửa sổ. Tất cả là ở dưới đây là ba phòng. Lên lên trên trên đây nữa nè. Ba phòng á. Đúng phòng. Trên đây có sân chỗ này để máy giặt có đâu? Máy nè đây đỡ máy giặt ra đây đúng không? À máy giặt đây ở đây đó dò nước nè đó chỗ xả nè à có được cái sân sau nữa hả? Ừ. Xả vậy đó có cái này là máy xe luôn hả? Ừ máy xe luôn á có dò nước luôn. Này nếu mà ai muốn làm phòng nó cũng làm được hết. Ừ, làm phòng mới được á. Ừ. Ai muốn làm phòng làm nữa. Đây sân thượng. Đây phơi đồ. Trước sau. Bự lên à, tiệc tùng lên đây chơi luôn cho thoáng mát. Trồng cây trồng hoa cũng đã luôn. Máy trên đúc luôn chị? Đúc luôn. Máy trên là máy đúc luôn hả? Nè đúc luôn. Cộng hai nhà góc đẹp quá ha. Ừ. Hỏi giá chị kêu ra lại nhiêu? 4 tỷ rưỡi 60. Bớt nhẹ thôi. Ừ. Bớt thì 4 tỷ rưỡi 60 hả? À 4 tỷ rưỡi 60. 4 tỷ 560 triệu. Ừ. Giá có bớt không? Bớt bớt lọc thôi. À bớt lọc ha. Ừ. Cứ gặp đi rồi ân ý thì cứ ân ý ân ý đi thì tính tiếp. Đóng đóng cửa giùm. Để mưa tạt. Sổ hồng hoàn công đầy đủ em. Đám này gần 40 mét hả? Dạ à, đúng rồi. Gần 40, gần 40 mét á. Có liên hệ chị trực tiếp là cái số điện thoại là 0908
047021 nha. Rồi. Đọc lại số điện thoại cái nè. Giá nhiêu chị ơi? Nói lại cái nữa nè. Rồi giá là chị kêu 4.560.000. À 4.560.000. Còn bớt. À còn bớt, nếu ai thiện chí nhanh lẹ thì chị bớt bớt xíu thôi nha, chứ cũng bớt nhiều quá. Là số điện thoại là 0908 047 021 nha. Rồi ok. Cảm ơn chị.